Người nào mà họ đã thích mình rồi thì mình có làm gì thì họ cũng rất là yêu thích mình. Còn đối với những người nào mà họ đã không thích mình rồi thì dù anh chị có làm gì họ cũng sẽ không thích mình. Cho nên là trên hành trình thành công của bạn thì hãy tập trung vào những người họ tích cực, những người mà họ ủng hộ cái ước mơ, cái hoài bão, mục tiêu của mình, giúp cho mình tiến lên phía trước. Còn những người mà họ không tích cực thì đừng có tập trung vào họ nữa. Bạn đừng có sợ rằng khi mà mình thành công người khác sẽ không thích mình. Bởi vì người mà họ đã không thích mình rồi thì mình có thành công hay không thành công họ vẫn không thích mình. Còn người mà họ đã yêu thương, quý mến và tin tưởng mình rồi á thì mình có thành công hay chưa thành công họ vẫn yêu thương và ủng hộ mình. Khi mà bạn nghèo thì người khác sẽ khinh bạn. Khi mà bạn trở nên giàu có thì người khác sẽ ghét bạn. Cỡ nào bạn cũng sẽ bị ghét thôi. Bạn không sống hài lòng với tất cả mọi người được đâu. Đối với những người thành công thì họ hay kết giao với những người giàu có và tích cực. Còn đối với những người mà họ chưa thành công á thì họ hay giao du với những người thất bại và tiêu cực. Và cuộc đời của chúng ta trở thành ai, cuộc đời của chúng ta có thành công hay không thành công là do ngày hôm nay mình kết giao, mình giao lưu với ai. Nếu như bây giờ bạn chơi với 5 người nghiện rượu thì chắc chắn bạn sẽ trở thành người thứ 6. Bạn chơi với 5 người cờ bạc, bạn hy vọng mình học được gì từ họ? Họ sẽ dạy được gì cho bạn đây? Bạn chơi với 5 người rượu chè thì họ sẽ dạy gì cho bạn? Và bạn học được gì từ họ? Và cuộc đời của bạn sẽ trở nên như thế nào nếu bạn chơi với 5 cái người rượu chè? Ngược lại, nếu như bạn chơi với 5 người thành công thì bạn sẽ học được gì từ họ? Họ sẽ dạy gì cho bạn? Bạn chơi với 5 người triệu phú thì bạn sẽ học được gì từ họ? Họ sẽ dạy gì cho bạn đây? Họ sẽ dạy cho bạn trở thành người triệu phú thứ 6. Trước đây thì bản thân của Thiện thì không có biết cái tư duy này, cho nên mình không có chọn bạn mà chơi, không chọn thầy mà học, và cũng không có chọn đối tác để làm ăn luôn. Cho nên là cuộc đời của mình dù có cố gắng, có nỗ lực làm việc bao nhiêu, mình cũng không thể nào thành công được. Cuộc đời của mình không ngóc đầu lên được. Bởi vì suốt ngày chơi với ai thì mình trở thành người đó mà. Bởi vì trước đây thì Thiện chỉ kết giao với những người bạn bè của mình là sinh viên, ăn nhậu, xung quanh của mình là những người ăn chơi, cờ bạc rồi đàn đúm, rất là nhiều thứ không được tích cực, không tốt luôn. Và rất là may mắn Thiện biết đến môi trường câu lạc bộ doanh nhân. Thiện được những anh chị doanh nhân thành công trong câu lạc bộ chia sẻ định hướng cho Thiện, dạy cho Thiện về những kiến thức về kinh doanh, những tư duy kinh doanh, để biến mình trở thành một bậc thầy kinh doanh, để có thể là tạo ra được cái dòng tiền lớn, để có thể là thành công về tài chính, trở thành một con người có giá trị và giúp đỡ cho thật là nhiều người. Và Thiện cứ tập trung vào cái việc phát triển bản thân và phát triển công việc kinh doanh của mình lên. Và thực sự là khi mà mình chơi với những người thành công trong kinh doanh thì mình cũng sẽ trở thành cái người đó luôn anh chị. Vậy thì bây giờ anh chị muốn bản thân của mình trở thành ai trong 1 năm tới, 2 năm tới, 5 năm tới, thì hãy nhớ một điều: chọn bạn mà chơi, chọn thầy mà học, chọn đối tác để làm ăn. Và cuộc đời của bạn trở thành ai nó quyết định là ngày hôm nay bạn chơi với ai.